Dạ, cô xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Chúc quý cô chú thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui ngày mới. Thì tiếp theo cái clip giao lưu cây kiểng hôm nay thì con quay lại nhà em Tuấn Anh, giới thiệu cho cô chú xem một số cái cây của tại vườn của em Tuấn Anh. Rất mong được cô chú anh chị xem và ủng hộ. Nếu có yêu thích thì mời đăng ký kênh ủng hộ cho con hát cô chú. Con xin chân thành cảm ơn. Rồi con mời cô chú gặp em Tuấn Anh. Dạ. Rồi, chào Tuấn Anh này. Chào cô chú anh chị ạ. Dạ, hôm nay em cũng có về một số cây cũng muốn giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. Mong cô chú anh chị có yêu thích thì ủng hộ cho em. Dạ, cũng xin cảm ơn ạ. Hôm nay là mình có cây trong nhà, cây ngoài vườn nữa ha em. Dạ, có cây trong nhà. Đầu tiên là cái cây mai chiếu thời. Ủa lộn. Cây trang. Trang hồng phấn hả? Hồng phấn thái siêu bông. Hồng phấn thái siêu bông ha. Đâu dạ. Em gom cái bông nó lại với cái đấy. Đây nè. Đây mới bứng hàng qua ra cái bông hơi héo quá cô chú. Rồi, cái nụ nó, cái búp nữa ha. Dạ. Bông nó rất là nhuyễn luôn. Bông nhuyễn ha, bông nhỏ nhuyễn ha. Đó. Cái nụ nó đậm lắm ha cô chú. Nó đỏ đậm. Đó, cây này tàn cũng khá lớn ha. Con đo hạo thử cái tàn rồi, cho cô chú mình thôi. Xa xa mình cho cái chiều cao, chiều ngang đi. Cái tàn ngang của nó khoảng 1m9 đó cô chú. Rồi, ngang 1m9 ha. 1m9, 1m8 đó. Rồi, nó cao cũng... từ mặt đất lên là nhiêu luôn. Tính luôn cái bầu luôn đi cô chú. À, tính luôn cái bầu là nó... 8, 9 cho cô chú ơi. 8 cô chú ơi. Cô chú nhìn con nè. Cao hơn cái đầu con chút. Rồi, khoảng 1m8 đi. Cái bầu thì nó cũng lùng mà. 1m8. Cái bầu nó có 2 tấc à cô chú. Rồi, vậy là nó cái thân lên cái tàn không bằng 1m6 ha. Dạ. Yeah. Đó, tàn tròn do ha cô chú. Dạ. Yeah. Còn đứng con 1m7 mà đứng ngang cây nè, tàn tròn lắm cô chú. Để con đi qua đây cái ha. Cái này hơi khá nặng với lại nó tròn do cô chú khó xây ha. Để phải xích ra xây nhé. Con đứng không có chỗ. Để con đo hoành này, con quay cái mặt kia qua cho cô chú anh chị mình coi. Đây em vô cái góc luôn đi. Rồi. Nhiều chi tiết cái góc cho cô chú anh chị mình coi luôn cái rồi em hồng quay. Hồng phấn thái hay cô chú, hồng phấn thái siêu bông. Dạ. Đây. Đây cái góc này nó có củ đế luôn cô chú ơi. Đế nở nghe cô chú. Để nở luôn ha. Trên này là hoành 15. Rồi. Nó hơi dễ nghe. 14.5 cô chú. Rồi. Còn cái này là 18 cô chú. Rồi, với sát củ đế là 18 ha. Dạ. Cổ đế, đây là củ nó nở đế ra nè cô chú. Cái thốc thân tới cái tay cành đầu tiên của nó là 13. Thốc thân ha. Dạ, anh để đi em quay nhẹ qua này nó chia ra ba nhánh lớn ha cô chú. Cái mặt bên này nó cái củ nó hơi nở nè cô chú. Đó. Bên này nó cái dốc bệ nó nở nè cô chú. Đó, đây. À cái này nó củ nó đặt ha. Dạ, cái củ đây, nó còn ở dưới rồi đó. Con đo cái bề ngang cho cô chú anh chị mình coi. Khoảng 7 phân đó cô chú. Rồi, khoảng 7 phân ha. Dạ, đây nè, cái này là giờ nạc không nè nghe cô chú. Mình khai thác với lại còn củ nữa. Rồi, để nó vậy ha. Đây cũng có, bên đây cũng có. Đó. Cây này cũng già rồi. Đây, được. Anh quay cái mặt tàn bên đây. Tại vì cây này nó nằm cành này, cô chú. Nó nằm cặp cái hàng rào đó cô chú. Thành ra là nó hơi có xu hướng nó đổ nghiêng về bên kia. Chứ rồi. Cái tàn nó vẫn tròn. Nó cái này mình gì mình bẻ ra là tròn hết nghe cô chú. Gịch dây nhẹ nhẹ là nó tròn dạ. Hết ha. Tại cây này nó không cần vô dây đâu cô chú, mình gịch mình trồng cái mình lấy cái vô dây á. Bên này nó hàng rào nhưng mà cũng là hàng rào lưới B40 á. Thành ra nó cũng có nắng, thành ra tàn bên này cũng sung lắm. Rồi, đây. Bông đẹp. Rất là nhiều bông ha. Dạ. Yeah. Tàn nó hồi nãy là mình đo nhiêu? Khoảng 2m hả? 1m9. 1m9, 2m hả cô chú. Tàn tròn. Một cốt ha. Tròn do. Rồi hồng phấn thái siêu bông. Cây lớn lắm cô chú. Đây. Đó, Tuấn Anh đứng cái cây luôn nè cô chú. Rồi, cây này giá sao đây em ơi? Rồi, cây này con xin được phép báo giá là 4 triệu con bao ship toàn quốc. 4 triệu ha. Dạ, cô chú anh chị nào mà ở các tỉnh miền Tây thì con sẽ bớt cho mình chút đỉnh. Rồi, nếu mà gần nha. Cây này nó cũng to, thành ra cái chi phí ship nó cũng nặng nha cô chú. Rồi, hiện dạ. Giờ xăng cổ nó lên, ship nó nặng quá dạ. Cô chú. Cũng thông cảm. Đó, giá là 4 triệu. 4 triệu ha. Dạ. Đâu em sẽ xây cái bầu đế cho dòng nữa Tuấn Anh này. Cho cô chú xa xa nhìn hình dễ hình dung cái nào. Đó cô chú. Cây tàn cũng khá lớn nha cô chú. Nói chung là mấy cái nhánh nó đổ qua đó mình chỉ cần gịch nhẹ cọng dây cái là nó tròn do luôn cô chú ơi. Tàn tròn. Đó. Rất là lớn. Được rồi. Rất là nhiều bông luôn, nó chỗ rộ nè. Để trước là hồng hào rực rỡ luôn. Dạ. Yeah. Giá là 4 triệu ha. 4 triệu. Ship. À, toàn quốc luôn. Ship toàn quốc gần hơn thì là đây. Có giá mềm hơn hả cô chú? Dạ còn bớt cho nên chút đỉnh tiền phí cước ấy cô chú. Tại vì cây này con lấy giá nó cũng cứng một chút. Rồi. Dạ. Rồi mình đi ra vườn hả em ha? Dạ rồi tiếp theo là con giới thiệu bên vườn nha. Rồi. Dạ rồi. Mời cô chú cùng ra vườn với con luôn ha.
cách ngọn quay bên này. Giới thiệu tiếp theo cho cô chú là một cây linh sam. Linh sam hả em? Dạ. Này con báo lá chung đi. Này trái sam song song hình quá. Ờ để con lấy hai mặt cho mình xem hả cô chú. Dạ cây này là đang nuôi chậu rồi, con xuống đắt được 5 nghe cô chú. Rồi. Bộ đế nơm nó xuống tới dưới này luôn nè cô chú. Đế nơm nó hai khớp hả, xuống tới đây luôn. Tới dưới này luôn rồi. Đảm bảo ha. Đảm bảo. Hiện tại là rễ là xuống tới đất luôn rồi. Hiện tại là rễ xuống tới đất luôn. Dạ, cái này là con trồng được năm rồi. Bộ đế nơm khá là quái ha cô chú này. Dạ, con đang thả con nuôi cốt cành nó lớn ra mà cây này cũng già rồi cô chú. Đây, phía trên nè cô chú. Cái tai dương dương ra là mình đang thả cho nó lớn cô chú. Bên đây cũng có con tai nè. À, nuôi kiểu này nè. Đó. Mai mốt mình cắt ở ngoài này ha, bắt đầu là mình làm cái tai rớt nó xuống. Con cho thông số luôn cô chú. Rồi. Xem nó chung ha. Còn đò tới cái mặt mình thấy đi, cái kia ở dưới là chưa có bơi ra. Xét mấy mương luôn. Khoảng 30 cô chú ơi. Rồi 30. Ở dưới là còn một khớp đế nữa cô chú. Đế này giờ cộng nè, bự bự không nè cô chú. Chiều cao từ cái mặt đất lên tới cái tay cành đầu tiên là 14. Rồi 14 là khúc 14 trên nha, nó còn ở dưới này một khúc nữa. Rồi mình khổ tính đi ha. Dạ. Mình tính cái mà thấy được thôi. Đi. Cái tán mà sau này mình hoàn thiện luôn là 45. Rồi 45. Chiều dài. Nói chung tay cành nó có sẵn hết trơn. Chiều rộng nó là 28. Đây anh quay mặt bên này cho cô chú anh chị mình coi. Bên này là mặt có sẵn ha. Đó, để anh quay qua đây cho mình. Cây này là cái người ta đang nuôi chậu chơi. Mà con muốn hoàn thiện thêm mà con xuống đất. Đây. Bộ đế rất là rất là lực cô chú. Tròn do ha. Con đặt. Chưa đo cái hoành đế nữa. Rồi. Cái hoành ở dưới này là sát cái bầu nó là 27. 27. Lên trên chút xíu của nó là 23. Dít lên trên này chút xíu là còn 17. Rồi. Còn cái này thì cái chỗ cái cổ cái này hết cổ đế là 15 nghe cô chú. Rồi 15 ha. Dạ. Rồi. Cái phần nó tách cái ngọn ra nha, vị trí này là con đo được là 11. Phía trên này thì mình cũng đã định hình rồi ha. Dạ. Hết dây rồi cô chú. Dây chỉ còn hai cái nhánh này thôi hả? Hai cái nhánh này đã định hình luôn rồi, tại vì mình kéo là kéo cái nhánh này nè. Chứ cây này là nếu mình lột ra là sạch kẽm luôn đó. Rồi, những cây này là con dằn vô thêm thôi, chứ cây này người ta nuôi lâu rồi. Giá luôn em ơi, cây này giá sao đây? Cây này con xin báo giá là 3,2 triệu, con bao ship toàn quốc. 3,2 triệu hả? Dạ. Ship toàn quốc luôn ha. Dạ, cây này con tháo khớp dưới này ra thôi là con bỏ vô thùng cho mình về mình nuôi thêm. Hoặc là mình vô chậu lại. Tháo nguyên vậy luôn. Tháo cái khớp dưới này ra quắn lại bỏ trong thùng xốp cho cô chú mình về nuôi. Cái rễ đó hiện giờ xuống đất luôn ha em? Rễ này là xuống đất luôn hả cô chú? Rồi. Giá là 3,2 triệu ha. 3,2 triệu con bao ship toàn quốc. Để nó tròn do hết cô chú. Cây này con cũng tâm huyết, con cũng nuôi được mấy năm rồi. Rồi. Dạ. Yeah. Đây, tại cành phía trên nè. Rồi, số điện thoại của Tướng Anh thì con có để trên màn hình hả cô chú? Dạ, cái số là cũng là số Zalo luôn nha cô chú. Rồi, tiếp theo mình có cây gì đây em ơi? Tiếp theo là một cây bông bụp lá cẩm thạch zin. À. Bông bụp lá cẩm thạch zin. Dạ. Cây zin ha. Cây zin luôn cô chú. Đây, những cái ngọn non ở dưới là đều ra lá cẩm thạch hết nè cô chú. Rồi. Cái này là nhìn chính xác nhất luôn nè. Cái này là cái dạng cụm gừng trên thân ha em. Cái này là một cái rễ nó dài cái anh. Thì đó thì cái này là nó dài mà dính trên liền thân ha, cái này là dính nhau hết trơn ha cô chú. Dạ. Nó từ mọc từ trong cái rễ ra ha. Đây nè, những cái lá ở dưới nó đều lên lá cẩm thạch hết nè. Bởi vì là con xác nhận là cây này cây zin, tại vì chủ của nó là cây zin. Mà hôm trước là con về cái chậu dưới nó chưa có ra. Bởi vậy là con cũng không dám báo là cây zin được. Cái này cái lá nó đẹp quá cô chú. Dạ, cây này là bông năm cánh giống như bông bụp xưa của mình vậy đó. Rồi, bông đỏ ha nhưng mà lá cẩm thạch ha. Dạ. Cái đặc biệt có cái là cái rễ nó kéo ra, cái nó mọc những cái thân con á cô chú, trên cái rễ luôn. Dạ, cái thân này, có thân chính mẹ nó cũng lớn lắm. Dạ. Dạ. Nhìn nó cũng khác biệt cô chú. Nhìn mình chơi cái lá nó cũng đẹp lắm cô chú. Rồi, cho thông cho cái thông số luôn cô chú. Cây này là cây mã số 3 nghe cô chú. Mã số 3 ha. Chiều cao tổng của nó là 32. Bông bụp lá cẩm thạch cô chú ơi. Lá nhỏ nhỏ mà cẩm thạch nhìn cái thằng đẹp. Cái thằng to của nó là tính mình 16 thôi. Mình 16 là đo lá không cũng vị trí trên này. Còn dưới này là 23. Rồi, cái củ này là bự hơn nghe cô chú. Cái củ này là bề ngang nó chính lần cô chú. Rồi, mình đo cái chiều dài của cái bộ đế này. Cái bộ đế của nó là 34. 34 ha. Hai thằng nhỏ này khỏi đo đi cô chú. Dạ, nó bằng nhỏ bự hơn tay cái chút xíu. Dạ. Đó. Thì có thân thấp hơn ha, thân cao hơn. Dạ, thân nó làm như là cái gió xuống vậy đó anh. Rồi. Thì bên này nó vẫn còn một số sẹo nè. Đó, có sao con báo vậy. Sẹo này cũng nhỏ nhỏ của chú. Dạ. Đặc biệt là dính liền.
từ trong một cái rễ ra. Đó. Đây, lá cẩm thạch ha. Lá nhỏ nữa, cho nên mình chơi bonsai rất là hợp đúng không chú? Cái này mình chơi lá không cũng đẹp ha, phải có thêm một vài bông nữa nó đỏ rực cái nữa ha. Rồi. Đó. Cây này con xin báo giá là 1 triệu con bao ship toàn quốc, con bỏ chậu nghe cô chú. 1 triệu ha em. Dạ. Ship toàn quốc luôn. Dạ, bỏ chậu, báo bầu lại cho mình, cái chậu nặng lắm cô chú. Cái này cũng phải vô cái thùng xốp chứ ha. Dạ, đóng thùng xốp. Chứ cái này nó có những ta cành nè cô chú. Về mình bẻ ra thêm ha, theo tùy ý. Cái chậu này chậu bê tông nó nặng lắm cô chú. Chậu bê tông ha. Dạ. Rồi giá là 1 triệu ha. 1 triệu bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc. Cái chậu này không có đáng nhiều tiền đâu mà tại vì nó nặng lắm. Rồi số điện thoại của Tuấn Anh thì con có để trên màn hình ha cô chú liên hệ trực tiếp. Chú xem có yêu thích kênh thì nhớ đăng ký ủng hộ cho con xin chân thành cảm ơn. Rồi tiếp theo mình có cây gì đó em ơi? À một cây mai chú thủy hả? Dạ. Tiếp theo mã số 4. Rồi một cây mai chú thủy nó bay nha cô chú. Cây mai chú thủy tàn bay. Con dọn ở đây cho mình dễ coi. Rồi được rồi em ơi. Một cây mai chú thủy bay ha. Dạ. Đó, để con lấy xa xa cho cô chú xem ha. Ở ngoài vườn hết cô chú nên cũng thông cảm. Đó. Cây này đó có cái đặc biệt cái là nó bay. Rồi con cho hộp số luôn cô chú. Đó. Từ cái thân chính đi, từ cái thân ngọn này hết cái tàng bay đi. Rồi. Ủa, lộn thứ. Rồi từ cái nhánh chính đó. 1m07. 1m07 ha. Dạ, 1m07. Rồi tính luôn cái bộ đế luôn, bộ đế bên này nè. Từ bên đó đúng rồi, từ bộ đế qua tới cái ngọn là bao nhiêu? 1m45. Rồi 1m45. Rồi chiều cao từ cái mặt bầu lên tới cái chót này đi. 60 cô chú ơi. Rồi 60. Quỳnh thân thì nhỏ thôi cô chú. Thân nó là 11 cô chú ơi. Quỳnh thân 11 thôi ha. Dạ, nó được cái phong lắc bay ha. Với cái bộ đế. Thân bay lắc lượng, tay cành có sữa. Cái chỗ cái chưa để anh có cái thân cho cô chú xem trước ha. Dạ, cái thân ta bẻ cũng khúc khủy lắc lượng ha cô chú. Đó. Tay cành thì cũng đóng khá là phân bố khá là đều. Ở trên này thì có một nhánh hồi đây ha. Mình có thể gặt xuôi về cũng được mà để vậy cũng được cô chú. Dạ. Đây còn đo cái hoành chỗ cái eo lớn này nè cô chú. Đây không có cái phong cho nên là nó cũng hơi khó thấy. 15. 15 ha. Đế nó, đế nó vị trí này nè, nó nhiều vị trí lắm. 45 đi. 45. Rồi, hết cái dòng đó là nhiêu? Hết cái dòng đế là tới 90 luôn. 90 ha. Dạ. Rồi. Còn có chỗ mà cái này nó hơi tóp vô nè. Sao? 57. Rồi. Cái em đo cái bộ đế từ đây xuống tới đây coi. Cái chiều dài của bộ đế này nó nhiêu kìa? 38. 38 ha. Dạ. Rồi, quay giùm anh một vòng nữa đây ha. Đế này là đế đặt luôn nha cô chú. Quay giùm anh một vòng qua bên đó đây cho thấy cái đúng rồi, thấy cái chiều này nè. Đây cô chú, hai chiều mình nhìn thấy nó bay lắc hết trơn ha. Đó, mặc dù không có cái phong nhưng mà con cũng quay kỹ cho mình xem cái ha. Đó. Những cái tai cành này nó cũng khá lớn hết trơn ha em ha. Dạ. Mình đo cái đường kính của một cái tai thử coi. Có tai nào chẳng hạn như cái tai đó là như đây. 25. 25 ha cô chú. 25 23 cô chú. Dòng lá lớn ha. Lá lớn, cây này người ta chơi cũng lâu năm lắm rồi cô chú. Lá lớn da đen. Đó, lắc lượng rất là khúc khỉ cô chú. Dạ. Đó. Cây này mình về mình có cái hồ hoặc cái tiểu cảnh đó mình bỏ vô cũng được. Rồi. Đây. Bộ đế đây nè. Nó gà tùm ở trên này cho mấy cái rễ con ha. Mấy cái nhánh con nè. Mà đế thì cũng khá đặc ha. Đế rất là nhiều luôn. Rồi cây mã số 4 này con xin báo giá là 2 triệu rưỡi, con bao ship 200 cây. 2 triệu rưỡi ha em. Dạ. Cái ship này chắc con đợi ghép xe con ship cho mình nha cô chú. Ship 200 cây ha cô chú. Ship. Tại vì nó cái này đóng kiện này kia nó khó lắm. Cái này mà đóng kiện ship cái nữa là hết dạ. Tiền luôn cô chú ơi. Cây này mà cái chiều dài của nó là 1m6 đâu cô chú. Rồi. Bởi vì đóng cái kiện là dữ lắm luôn. Này con đợi ghép xe thôi nha cô chú. Rồi. Dạ. Mình giao xe ha, 200 cây luôn. 200 cây. Cô chú có yêu thích thì liên hệ trực tiếp với anh ha cô chú. Rồi nếu ở gần quá thì con chở xe máy con giao luôn cho mình cũng được. Rồi. Giá là 2 triệu rưỡi ha. Dạ. Giá cũng hợp lý lắm cô chú. Cây này chơi lâu năm rồi cô chú ơi. Kiếm mấy cây này chơi nó khác lạ lắm. Đó. Đây nè. Giờ hết dây hết gì đó ha. Hết dây mình luôn. Tỉa đồ này nhỏ nhẹ thêm là được. Cây này con mới tỉa cho nó gọn lại một tí. Hôm đó. Trước là cái tàn nó lớn lắm.
mới tỉa nó ra ngọn non nhánh rồi. Này người ta làm cũng công phu lắm cô chú. Dạ. Cái nhánh hồi này nè lắc dữ lắm, lắc dữ lắm, lắc ha. Đó. Chứ không phải là ngay đơ ha, toàn bộ là những cái tay cành bẻ cũng lắc luôn nữa đó. Nhìn khác, rất là khác biệt cô chú. Có đây mai chú thủy bài ha, giá là 2,5 triệu. Rất mong cô chú xem và ủng hộ cho em Tướng Anh. Rồi. Tướng Anh để ngoài vườn những cái cây độc độc không ha. Ôi, tiếp theo mã số 5. Còn có một cây phôi mai chú thủy lá lớn. Phôi mai chú thủy lá lớn. Dạ. Rồi, dáng này không biết kêu dáng gì đây nữa. Này già cây thôi cô chú. Đó, già ha. Một cốt đưa lên hai ấy vậy ha. Dạ, cây này mình có thể trồng nghiêng nghiêng làm cái cây bay hay cây lùa cũng được cô chú. Xịt rong xịt này kia hết rồi con xử lý bầu con vô chậu lại giờ nó sung rồi cô chú. Cây này con báo phôi cho cô chú anh chị mình về chơi thôi. Đâu em nghiêng cái cây này xuống hẳn xuống chút xíu. Dạ, đây. Để mình trồng có cái dáng gì không? Đó. Đây nó vậy thôi cô chú ha. Cây thì nó già lắm, nó nu nằng, nó nhìn nó già cổ lắm, cục cục vậy. Con cho cái hoành luôn cô chú. Hoành trên này là 23. 23. Ở dưới này là nó cái còn lớn hơn nữa cô chú. Con chưa có bự xuống dưới nữa đó. 30 cô chú ơi. Rồi 30. Thông báo chiều cao tổng của nó là 46. Rồi. Rồi cây này là cây mã số 5, con báo giá là 300k, con bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi. 300k hả? Dạ, con giật mấy cái tàn này con bó phôi lại con gửi cho mình đi nghe cô chú. Cái này dạ. Bán khuyến mãi luôn hay sao? Dạ, bán khuyến mãi luôn cô chú anh chị mình tập chơi cũng được. Cây 300k cô chú mình về dạ. Mình chơi một cái tàn trồng vô trên này cũng được nữa cô chú. Trồng đứng lên. Con bấm ngắn mấy cái bông. Này lại rồi con bó nguyên cái cây bầu này lại nè, cô chú anh chị mình về chơi thôi. Giá là 300k ha. Con xử lý là sạch đất hết rồi. Rồi. Bào sống luôn không? Bào sống luôn. Cái này bào sống dễ luôn, lắm cô chú. Mình đã trồng thần như vậy rồi mình về mình chỉ tưới nước nó ra chồi thôi. Cây nó già lớn rồi cô chú. Dạ. Giá là 300k thôi. Dạ. Rồi đổi luôn em ơi. Số 5. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo mã số 6. Còn có một cây rừng sam 86 mini. 86 mini bye bye hả? Dạ. Rồi cái này mình báo giá nhanh luôn rồi. Cây này cũng là 300 luôn. 300 luôn hả? Cái này về thay cái chậu là chơi nghe cô chú. Dạ, cũng đầy cứng đắt luôn rồi cô chú. Hoàn chỉnh đẹp luôn á. Dạ. Hoành thân nhỏ thôi cô chú. Nhỏ hơn dây luôn hả? Mình chút. Cộn dây. Nhưng mà cây này mình về mình cứ tỉa cái tàn mình chơi thôi, mình khỏi vô dây tàn ha. Dạ. Cái dáng hoành cô chú nó nằm ngang cái mặt chậu luôn cô chú. Dạ. Cái tàn rất là đầy luôn cô chú. Tàn mịn màng luôn á. Rồi cũng đo nhẹ nhẹ đi ha. Dạ. Vậy thôi. Chiều cái tán rộng của nó là 26. Cái ngang của nó là 20. Rồi. Cái bộ đế nó là bề ngang là 8. 300k thôi ha. Dạ, nhìn cái tay của con nè cô chú. Cái bộ đế cũng lớn. 300k bao ship toàn quốc luôn cô chú ơi. Dạ. Cây cũng chơi được rồi. Rồi, đổi luôn em ơi. Rồi. Thì tiếp theo là con có một số cây nằm dưới đất nè. Cô chú anh chị nào có yêu thích cây nào thì liên hệ con khỏi báo mẫu số nha. Mình quay trực tiếp luôn đi. Ví dụ như cây khế. Cây khế này hả? Dạ, cây khế quái. Cây khế này hôm trước là con cũng có lên clip rồi. À, hôm nay là con chuyển thế nó lại con xuống đất con trồng luôn. Rồi cái khế quái ha. Dạ. Nó có cái đường cong, cái này là con cắt con cảo vô nghe cô chú. Cây này nó dặn dưới ha. Dạ. Cây này bộ đế còn dưới nữa đó. Đây. Mình chơi cái dáng quái ha. Dạ, quái. Tướng Anh đang bẻ mấy cái thân ha. Cái này mình cảo lại ha. Cảo lại có cắt đây cảo cho nó cong hơi hướng bên này. Thì cô chú anh chị nào có biết thêm chi tiết thì liên hệ rồi con. Rồi giá cây này luôn ấy. Có báo giá luôn. Giá cây này giờ con xin báo giá là 1 triệu đi. 1 triệu ha. Dạ. Con cũng bao ship toàn quốc. Quái lắm cô chú, bộ đế quái lắm. Cây này con cũng đóng thùng mới được nghe cô chú. Rồi, chứ không có bó phôi được. Vô thùng luôn. Dạ, vô thùng cho mình hết. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo thì cũng như thường lệ là con cũng có một số cây nu nè. Mấy cây này con cũng có lên clip rồi á. Thì cô chú anh chị nào có yêu thích thì liên hệ con chụp hình này kia lại cho mình. Còn số cây nu ha. Dạ, cây này là có ông khách đó, ông chốt 20 cây á. Rồi. Mà giờ ông không có lấy nữa, thành ra là còn cù lại cái đám này cô chú. Rồi. Dạ. Đây. Thì giờ ra bông luôn rồi cô chú. Tướng Anh cũng bán nhiều lắm cô chú ơi. Này dạ. Bông hoa rực rỡ luôn nè. Ở cây rất là khỏe luôn. Còn cái đám này là thì con cô chú cứ yêu thích dòng này mà lấy nhiều thì có giá hữu nghị. Cô chú cứ liên hệ trực tiếp. À.
Đây cũng có cái cây này sẵn, cây này có bông, con cũng giới thiệu cô chú mình luôn. Rồi cây gì luôn? Cây này là con nghe nói là bông trang vàng hường nè. Mà cái dòng này con cũng... Vàng hường lá lớn hả? Lá lớn. Cái củ cây này con về con nuôi năm mấy rồi cô chú. Con nuôi bữa hổm là cái tàn nó lớn lắm mà con cắt lại bonsai á. Ồ cái màu cái bông nó bự lắm cô chú. Cái màu này nó lai lai cam cam hường hường cô chú, rất là đặc biệt cô chú. Cây này con cũng nó vàng không vàng ha. Dạ. Vàng không vàng mà hường không hường mà cam cũng không cam luôn. Con thấy cái củ với cái bông nó đẹp quá, con bứng về. Nó rất là đặc biệt cô chú. Đây nè. Bông to lắm cô chú, bông này nở ra. Nó cái màu vàng nó giống như trái bí vậy ha. Dạ. Màu vàng của cái trái bí rợ mà nó cô chú. Đó. Dòng này dòng lá lớn nha cô chú. Dòng lá lớn. Dạ. Nhưng mà bông rất là khác biệt. Đây. Đó, nó lai lai cái nhị nó lai lai cam cô chú. Mà hường. Mà không phải hường. Dạ. Đó. Đó thì có ba cái mặt bông chính xác luôn nè, con quay cho cô chú xem nè. Bông nhị, to lắm cô chú. Cái nhị của nó nè. Cái nhị nó xen kẽ giữa xanh với hường ha, đã ha. Cái chân này nó cũng hơi đỏ đỏ nè, anh để ý cái chân á. Rồi. Đó. Cái chân cũng đỏ. Cái dòng này là con mua trong nhà dân, thành ra con cũng không biết cái giống gì nữa. Rồi. Lá lớn nha cô chú. Dạ. Này là lá lớn. Cái lá nó như lá bơ vậy ha. Dạ. Nó dần dần sọc sọc vậy. Rồi cái thân nè, mới lớn nè. Cái này ngày xưa nó to lắm, con về con cắt giật lại con chơi bonsai đó cô chú. Dạ. Yeah. Có cái cũ luôn ha. Dạ. Yeah. Đây, mở cái này ra. Con cho cái thông số đi. Rồi. Mình thăng ngay đây là 8. 8. Cái cũ. Đế cái cũ này là cái này đế nơm á. Đế nơm nó khoảng 25 đó. Rồi, 25. Này chủ yếu mình chơi lấy bông của chú ơi. Bông nó rất là đẹp luôn nè, khác biệt. Rồi cây này giá sao em ơi? Rồi cây này con xin báo giá là 800, con bao ship toàn quốc, con bỏ chậu ra, con bó lên trong ship cho mình. Rồi. Dạ. 800 ha em. Dạ 800. Chiều cao nó được nhiêu vậy? Mình chưa đo. Đo chiều cao lên nhẹ nhẹ cho chiều cao của nó là 83 cô chú. Rồi. Cô chú nào có yêu thích cái mặt bông này thì liên hệ với con à. Rồi 800k ha. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi tiếp theo luôn em ơi. Thì con cũng còn mấy cây nu này kia thôi cô chú, anh chị nào yêu thích thì cũng liên hệ thôi. Đây. Cái đám này là con tiễn lại từ năm rồi á cô chú. Con để lại con chơi á. Cây này mấy cây này nu dữ hơn. Cái dòng nu này cô chú bông nè. Dạ. Bông rất là nhiều luôn. Mấy cây này mấy cây đặc biệt nha cô chú. Đó. Mấy cây này con lựa mấy cây nu đẹp rồi đó. Thì bây giờ nó ra bông vậy đó. Cái này là nó ra bông từ lúc mà đây. Con bứng phôi là nó ra chồi, nó ra bông luôn tới giờ đó cô chú. Nó ra bông rất là thơm luôn. Đó. Chòm ở trên trắng tươi vậy đó cô chú. Cây này cũng cây này nu đều lắm cô chú. Rồi. Những cây này thì nu nó đẹp cô chú. Con tiễn lại á. Em thấy nó nù thì nó cũng đều nhau chẳng ha, cây nào nó cũng không chênh lệch nhiều đâu cô chú, nó không có chênh lệch nhiều lắm đó. Đây nè cô chú, thì mấy cây này nếu mà bây giờ giao lưu thì giá sao em? Mấy cây này sẽ dễ cứng hơn mấy cây kia các anh. Tại thứ nhất là mấy cây này là em lựa mấy cây đẹp lại á, thứ hai là giờ nó ra chồi em vô chậu rồi, chi phí ship này kia nó cũng cao hơn mấy cây kia đó. Rồi. Dạ. Yeah. Thì cô chú anh chị nào yêu thích thì cứ liên hệ với con báo giá cho nó dễ. Rồi. Cứ còn như mấy cây bên kia thì con báo giá luôn là 600 cây đó, con bao ship. Để clip trước con cũng lên mấy cây rồi. Cây này nhỉnh hơn chút xíu thôi ha. Dạ cây này nhỉnh hơn. Cây này là hàng mình lựa lại mình chơi á. Rồi còn cây gì nữa không em ơi? Rồi cũng kết thúc clip tại đây luôn. Cuối clip con cũng xin chào cô chú anh chị ạ. Mong cô chú anh chị có yêu thích thì ủng hộ cho con. Và cũng cảm ơn trong thời gian qua một số cô chú anh chị đã ủng hộ cây cối này kia bên kênh nhà của con ạ. Dạ con xin cảm ơn ạ. Rồi hôm nay con cũng kết thúc clip ở đây tại vườn của em Tuấn Anh. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip tiếp theo. Cô chú xem nhớ đăng ký ủng hộ cho anh em tụi con xin chân thành cảm ơn.